Có năm là cái pháp môn của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát tu mà thành Phật đó, thành Bồ Tát đó, thành Đại Bồ Tát đó. Và cái pháp môn mà Phật nói rằng ta cũng tu pháp này mà thành Phật. Thì cái pháp môn đó nó gồm 3-4 phần. Phần thứ nhất là quán ánh sáng, ánh sáng là hậu quan của Phật đó. Phần thứ hai là quán âm thanh. Mà còn phần thứ ba là phải sự trị giới ăn chay nữa. Thì mỗi ngày phải ngồi thiền 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, tức là càng nhiều càng tốt, mà ít nhất là 2 tiếng rưỡi rồi đó. Thì bây giờ thuộc về cái này tiểu sử của sư phụ đó, bởi vì sư phụ cảm thấy mắc cỡ nói gì cơ cuộc đời của mình đó nó hơi không vô vị quá, thành ra anh đưa coi cái cuốn nhỏ nhỏ rồi anh lấy được cái chút gì đó đấy, tại thấy thôi chứ đừng có làm rườm rà quá. Anh vừa còn với một dọc sư phụ đang ngắn quá rồi, sư phụ biết một cái tấm về tiểu sử của sư phụ mà một trang nhỏ vậy thôi, nghĩa là cỡ chừng 20 hàng thôi mà nó làm tùm lum ra vậy. Thành ra sư phụ ngán hỏi mấy cái gì tiểu sử gì. Người nào cũng sinh ra đẻ con lớn lên nó quen rồi, thôi có chuyện gì đâu phải nói. Về cái quán âm như vậy là ngoài cái pháp môn này nó còn có pháp môn nào khác không? Có pháp môn khác. Ví dụ như bên trong của người đệ tử đó, khi mà họ đang tiến bộ về tâm linh ở nội tâm á, thì sư phụ bên trong dạy dạy dỗ tiếp chứ không phải có bao nhiêu đâu. À, nhiều lắm. Người ta nói rằng là trong cái Phật pháp về tu hành có tới 84,000 84,000 pháp môn. Pháp môn mà mình chỉ biết được một tên là cái pháp môn Quán Âm. Sao còn có cái tên nào nữa không? Không, 84,000 pháp môn là như thế này, có 84,000 chúng sanh chứ, chủng loại khác nhau đó. Có người, có trời, có Atula, có con rắn, con đứt, con dế này đó, thì tùy theo cái 84,000 cái đặc tính khác nhau mà tạo hóa đặt ra nhiều cái môn mình cho họ tu. Ví dụ như con bò, nó tu cách của con bò như thế này, nó tu như thế nào nè, nó phải sinh ra nó ăn cỏ uống nước suối như vậy, tu khổ hạnh như vậy, rồi đem thân đem máu đem thịt đem huyết của mình ra, đem sữa của mình ra cống hiến cho toàn thể nhân loại, rồi nó mới được thăng cấp lên làm người, ví dụ vậy đó, hoặc là làm một công việc khác tốt hơn. Sau đó nó tu cái pháp của đó nha. Họ cũng là một chúng sanh chứ đâu phải mình nhìn con vật, không phải là chúng sanh, trong đó họ có linh hồn cũng giống như người vậy, nhưng mà cái trình độ tiến hóa tâm linh nó chậm hơn, cũng như có những nước chậm tiến và những nước văn minh, thấy không, có những bộ lạc còn ăn được người mặc dù họ giống y như người, thì cái tình trạng tâm linh nó thối hóa một chút. Nên những con vật là những chúng sanh mà tình trạng tâm linh chưa có lên được, nên họ tu những pháp môn khác nha. Rồi còn trong khi mà người đệ tử đã được truyền pháp bên trong á, thì nó mắng xong rồi thì họ tiếp tục họ tu. Trong khi họ tu có rất nhiều pháp môn khác mà bên trong thầy mới chỉ dạy chứ không phải dạy bên ngoài. Bên trong là trình độ của mỗi người tiến hóa khác nhau, cho nên bên trong phải dùng những phép khác nhau mà dạy riêng từng người á. Thành ra một ông thầy không phải chỉ dạy bằng miệng không, nhưng mà dạy bên trong á, và dạy cái tâm linh của mình á nó mới sáng suốt. Còn bên ngoài của mình chỉ dùng lời nói vô thường thôi, dùng những cái đầu óc mình bình thường thôi, thì không thể dạy được những cái phép cao thượng được. Dạ, anh hiểu không? Thành ra mới 84,000 pháp môn. Thì từ âm tức là âm thanh đó. Dạ, âm thanh. Từ cái tên là âm thanh gì? Âm thanh. Và là cái sao thường thường như mình nghe thấy tiếng nhạc hay là cái đó đó phải vậy? Không phải vậy, không phải vậy. Cái tiếng nó không thể mình tả, không tả được. Nó giống như âm thanh nhưng mà không phải âm thanh. Tại mình không phải mình dùng tay mình nghe được, mà cái lúc mình tĩnh tâm á, trí huệ mình nó khai mở rồi, cái từng chấn động lực mình nó thanh nhẹ rồi mình mới nghe được. Dạ, chứ không phải âm thanh như nhạc bên ngoài, nhưng mà nghe nó thành hình như có âm thanh rồi, mình phải nói là âm thôi. Có mấy cái loại âm thanh đó? Có rất nhiều, nhưng mà đại khái là có năm loại chính tượng trưng cho năm cái đẳng cấp khác nhau. Từ bây giờ mà mình lên tới cái bậc mà cao nhất đó, từ có năm đẳng cấp, rồi từ cái đẳng cấp thứ năm đi lên còn có nữa, nhưng mà cái đẳng cấp thứ năm là cũng coi như biên giới của tịnh độ, biên giới của cõi Phật hoặc là nước thiên đàng, nước chúa đó. Thành ra có năm loại, nhưng mà trong năm loại đó là năm loại chính, còn có những cái âm thanh phụ nữa, tượng trưng cho những đẳng cấp phụ. Ví dụ một cái từng trời, một cái từng bây giờ ha, ví dụ như từ đây là cõi đất mình đây, mình nói là vậy chứ không phải đi lên từng bậc như vậy, nhưng mà nó nói thì dễ hiểu theo cái ngôn ngữ á.
là nó bậc thứ nhất á, thì nó có như tượng trưng có những âm thanh ngọt, có một âm thanh chính và những âm thanh phụ. Tại vì sao? Tại vì cái người mà từ ví dụ từ cái cõi thấp này lên cõi kia nó có nhiều bậc nữa. À, ví dụ như mình học lớp tiểu học là lớp nhất là lớp 5 đó, lớp 5 nhưng mà lớp 5 học 1 năm nhưng mà trong mỗi đó nó có mỗi tháng kia, tháng thứ nhất nó thấp hơn tháng thứ nhì, thấp hơn tháng thứ ba. À, như trong một cái cõi trời như vậy, mà từ cái cõi này mình đi lên cái cõi cao đó thì đi ngang qua những cái cõi trời nhỏ nhỏ, anh hiểu không? Cũng như mình học từ đại học mà từ năm thứ nhất lên tới năm thứ năm vậy đó. Rồi cái khi mình đi ngang qua những cõi trời đó, một trong những cái cõi trời nhỏ đó nó có chia làm nhiều cảnh trời nhỏ nữa. À, tùy theo cái sự nhỏ lớn của cảnh trời đó mà cái âm thanh nó khác nhau. Âm thanh không phải là âm thanh giống như bên mình bên ngoài, nhưng mà cái đó là những sự thanh nhẹ, một cái kia kêu bằng chấn động lực và một cái energy, cái nguyên lực đó, nó kéo mình lên cao á, giống như một cái hỏa tiễn mà nó có cái gì ở dưới ra nó đẩy lên. Chứ không phải là mình cần cái âm thanh đó để làm gì. Thì mình muốn đi đâu mình phải có một cái động lực ở sau nó đẩy lên chưa, hoặc là nó kéo lên chưa. Thì cái âm thanh này nó có tác dụng như vậy. À, tôi còn ánh sáng thì ánh sáng nó chỉ được. Dạ. À, có ánh sáng soi đường không thấy được. Hay. Tức là mình đã sáng suốt rồi. Mình nói gì cũng vậy nhưng mà thật ra cái sáng suốt đó là của mình. Nếu mình khai mà mình có ánh sáng tức là mình có người sáng suốt. Từ thường mình thấy người Việt Nam nó ồ thẳng nó mặt mày sáng sủa mà. Tại vì họ có ánh sáng nhiều hơn những người khác. Ánh sáng này mình có thể thấy được nhưng mà không phải dùng mắt thường. Âm thanh này mình có thể nghe được nhưng mà không phải dùng tai. Nên kêu là có con âm đại thấy như vậy. Ở trong này có nói là bí quyết để được thức khai ngộ và thức khai ngộ là gì? Khai ngộ là như thế này. Con người mình á, thường thường ở trong hoàn cảnh tối tâm. Nha. Cái chữ ngộ của tiếng Tàu á, nó có cái mà kêu bằng ngộ là khai ngộ là cái chữ của mình dùng từ Tàu qua, thấy chưa? Khai u. Hả? Tiếng Tàu nó kêu là khai u. Cái chữ u của nó gồm có mặt trăng và mặt trời hợp nhau. Dùng chữ minh á, à tức là nó có ánh sáng, à cái ánh trăng, có mặt trăng á, có mặt trời á, thì có nghĩa là có ánh sáng, thấy chưa? À, mà khi mình khai ngộ, tức là khi mình nhận, mình tự nhiên mình nhìn thấy được ánh sáng của chính mình, hoặc là mình kêu là hào quang của Phật, à, Phật có hào quang là như vậy. Thế nếu khi mình nhìn được ánh sáng đó, tức là mình nhận biết được cái con người thật của mình không phải là cái xác phàm, nhưng là một sự quang minh vô cùng kỳ diệu. Thì đó cái lần khai ngộ. Tức là mình sáng được ra đó, mở được ánh sáng cho mình khai ngộ. Thế cũng như có cái có cái hiện tượng nào mà để cho cái người khác biết được một người kia đã khai ngộ rồi? À, có những triệu chứng nào không? Có chứ. Ví dụ như một người bình thường á, mình nói thì những người khác họ đâu có nghe, họ đâu có tin. À, còn những người mà khai ngộ thì họ có một cái tài năng ấy, họ có một cái sự sáng suốt của họ, họ có cái sức hấp dẫn của họ để cho quần chúng hiểu được hả? Và khai ngộ theo. À, thứ nhất. Thứ hai, mình nghe người đó nói chuyện có biện tài á, mình biết là họ có khai ngộ. Nhưng mà cái điều kiện mà nhất, quyết định nhất là cái người mà khai ngộ đó phải có thể làm cho mình khai ngộ được luôn. Ví dụ như tôi thấy ánh sáng thì anh á, cái lúc mà khai ngộ cho anh cũng phải thấy ánh sáng một chút, mặc dù không bằng tôi nhưng mà nó một chút. À, ví dụ là lần anh sáng suốt thêm lên khi ông kêu là người khai ngộ. Chứ còn ví dụ như anh nói anh giàu lắm, ví dụ tôi nói một người giàu, nó giàu lắm mà tiền không có, lúc nào đưa ra không thấy tiền hết, mà biểu anh chứng anh có chút tiền không, không được. Như vậy đâu có biết người ta giàu nghèo chứ, người giàu thì mình phải biết chứ. Ví dụ nó ở đâu anh giàu thôi, ít ra anh đưa anh phát tiền cho tôi coi chứ, coi thôi chứ không phải lấy của anh à, chưa. Nếu họ đưa không ra được mà mình biết không có, mà nhẹ ngân hàng trống không, mà không có một cái gì đâu. Ví dụ như American Express không có gì hết thì mình biết người đó không có tiền. Thì dù sao là nó cũng phải cần một cái giai đoạn học hỏi tu hành, hay là nó phải qua một cái khoảng thời gian cần thiết nào đó. Có hai ba thứ thì nó mới đăng ký. Không, có hai ba thứ khai ngộ. Khai ngộ là tức và khai ngộ lâu. Có nhiều người họ tu hành bao nhiêu thứ pháp môn này kia, họ cứ mò mẫm hoài đó, rồi nó thành tâm quá đó, có ngày nào cũng sẽ nhìn gặp được một vị minh sư nữa, mà sẽ phóng qua một cái luôn, họ cũng về nhà họ khai ngộ liền nữa đó. Họ nghĩ rằng tại họ tu những cái pháp đó thì nó khai ngộ, nhưng mà thật ra không phải.
Thật ra nhiều khi ngồi chung xe lửa với một vị minh sư nào đó, hoặc là ngồi chung máy bay mà người đó quá thành tâm đi, cho nên cái điển lực của vị minh sư đó truyền đến cho người đó, hiểu chưa? Là người đó khai ngộ, nhưng mà không phải tất cả trong người máy bay đều khai ngộ. Những người đó vì là bao nhiêu năm khổ hành tu hành à, đó là trường hợp thứ nhất. Nó lâu tự nhiên nó khai ngộ, người ta tưởng đâu người ta tự nhiên khai ngộ, người ta tự tưởng rằng vì tích tu hành cực khổ rồi nó khai. Còn trường hợp thứ hai, khai ngộ liền lập tức là mình gặp một cái vị minh sư thứ thiệt, là họ tự họ khai ngộ rồi. À, nếu mình đến mình cầu đạo với họ, họ cũng làm cho mình khai ngộ luôn, tức là mình có thể nhìn thấy ánh sáng liền lập tức, và nghe cái âm thanh của Phật á bên trong liền lập tức, tức kêu bằng lập tức khai ngộ nhé. Thế hồi nãy sư có nói đến hai cái chữ tâm ấn ha. Thế tâm ấn thì gì? Thưa tâm ấn này nói thì theo cái ngôn từ của thế giới thôi, chứ thật ra cái tâm ấn này nó không có ấn mà cũng đâu có tâm. Mình vốn là cái tâm ấn đó, mình vốn là cái sự khai ngộ đó, nhưng mà tại mình quên đi. Những cái vị mà đã nhớ lại cái tâm của mình á, cái vị mà đã biết được cái Phật tánh của mình á, họ có thể giúp mình khai được cái Phật tánh của mình thì thôi. Ai cũng có cái Phật tánh giống mình nhau, thì họ quên thôi. Mà cái lúc mà mình nhớ lại đó, cái đó là kêu là truyền tâm ấn. Nhưng mà khi mà hai cái linh hồn gặp nhau á, một cái linh hồn đã khai ngộ và một cái linh hồn chưa khai, thì cái linh hồn này sẽ truyền cho linh hồn kia. Nhưng mà nếu như hai cái linh hồn đó mà nó có cùng một cái đẳng cấp hay là cùng cái tương đương nữa thì nó mới dễ hơn đó nè. Còn một cái mà nó cao quá, một cái mà nó thấp quá, thì làm sao mà truyền được? Truyền được chứ, hai cái linh hồn đó vốn là bằng nhau chứ làm sao khác nhau được. Dạ vâng. À, vốn là bằng nhau mà nhất là đã cùng chung một kiếp người với nhau thì nói chuyện hiểu nhau, để chứ cái đẳng cấp cũng gần giống nhau mới được làm người. Cho nên vị minh sư ở trên kia không được, khi cũng được phải xuống làm người một chút, đem cái trí tuệ của mình xuống, nhưng mà phải xuống tới cái đẳng cấp làm người, đẳng mà ở trong nó truyền, được chưa? Chứ nếu mà ổng ở tuốt ở trên cao kia thì cái tầng lớp ổng quá cao, không thể nào truyền cho người được. Bởi vậy cho nên mình mới cần một vị minh sư còn sống, kêu bằng Phật sống, hoặc là một vị thầy đại thế thôi chứ. Phật sống là một vị thầy đại thế thôi, không có gì đâu. Có đọc qua về lịch sử của Đức Phật rồi đó, cũng nói là Đức Thích Ca Mâu Ni phải trải qua sau nhiều năm tu hành, tức là sau 49 ngày tham thực nhập định đó, thì mới là đắc đạo. Sáu năm chứ bao nhiêu? Dạ vâng. Bây giờ thấy có một người có thể là có một cái hiện tượng như vậy nhưng mà nó nhanh hơn không? Có thể nhanh hơn, có thể chậm hơn, tùy theo cái sự tu hành của mình trước. Tùy theo cái sự thành tâm của mình. Và cái kiếp trước nữa. Và cái thành tâm của mình nữa. Dạ vâng. Minh sư thành tâm của mình và cái lực lượng của vị minh sư bây giờ của mình nó quan trọng chưa? Có ba cái yếu tố là kiếp trước mình có tu hành nhiều, kiếp này mình rất là thành tâm, mình đã chán nản cuộc thế. Thứ ba nữa là vị minh sư của mình có quyền lực vô biên thì mình thành công liền. Còn nếu không là hơi chậm. Nếu cái pháp môn Pháp Âm như vậy là chú trọng nhiều và cái vấn đề về tham thiền nhập định thôi. Dạ. Dạ vâng. Dạ thưa chị Nam Lý, thưa quý vị, còn cái việc đi chùa lễ bái thì sao? Chơi vui mà. Có ai đâu đồng bái. Không lẽ ông Phật cũng ngồi trong cái tượng gỗ đó sao? Anh nghĩ thôi. Hả? Nếu nó Phật tại tâm mình ở nhà mình bái cũng được, rồi mình vô lại ông Phật đó. Không đem Phật của nhà bái cũng được. Phật tại tâm phải tìm ở trong tâm chứ đâu có tìm ở ngoài được. Hồi xưa lúc Đức Phật còn tại đấy đâu có chùa chiền gì đâu, ngày đi tối ngày ở ngoài tượng Pháp đi một cái bình bát thôi. Lúc ngày còn sống ngày còn không ở trong chùa uống gì, ngày mất rồi sao lại ở trong chùa được. Đi chơi đi vui, nhưng ngoài vậy cũng được. Còn tốt hơn là đi ngoài đường làm những chuyện bài bản, nó quen rồi nó thành cái truyền thống vậy. Đi nó thành thói quen, nhiều khi nó thành thói quen. Không đi thì nó không an tâm. Nhiều khi con người có nhiều rất nhiều sự sợ sệt chứ. Họ sợ rằng họ thất bại, họ sợ rằng đời sống khổ cực, họ sợ tiếp sau họ như thế nào kia. Họ đi chùa, họ cầu, nó an tâm bớt thôi. Đối sư phụ là như vậy. Nếu ngoài cái việc mà lễ bái ra thì cái sư quan niệm thế nào thế thì cúng dường. Cúng dường gì? Cúng dường nó là đệ tử đang cũng tiền bạc hay là cũng vật phẩm cho tự như sư này như thành tọa kia là chùa này kia rồi đấy. Thôi tốt chứ. Nếu một vị mà đã xuất gia, tức là người ta đã đem xuất gia là như thế nào, đem tất cả cái đời sống của mình để mà học đạo,
và để thành đạo và để phụng sự chúng sanh. Nếu một vị nào bất cứ thành đạo hay chưa thành đạo mà có cái lý tưởng cao đẹp như vậy, và họ kêu bằng striving to achieve it, đây là tiếng Việt nó là cái gì? Cố gắng mà đạt được cái lý tưởng đó, mặc dù họ chưa đạt được và họ đạt được một chút thôi, nhưng mà có cái lý tưởng cao đẹp như vậy, họ đem cả cuộc đời họ hy sinh như vậy, thì mình phải giúp đỡ họ tu hành chứ, có chuyện gì đâu, rất tốt chứ. À, nếu một người có lý tưởng cao đẹp như vậy mà lúc nào họ cũng cố gắng, lúc nào cũng nghĩ về chuyện đạo như vậy, thì cái lòng của họ rất là cao thượng. À, người nào cúng dường những người cao thượng như vậy thì cái sự cao thượng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự cao thượng của mình, nó làm cho mình con người của mình cao thượng thêm lên, như vậy rất tốt. Nhưng mà phải là những người cao thượng như vậy mới tốt, còn nếu không thì cũng là kẹt. Có người nói rằng mà khi đã được thượng tâm ấm rồi đó thì mình không có được ăn những cái vật phẩm, những cái đồ cúng ở trên bậc thờ lại nhà. Đúng chứ ăn vậy tức là cái đẳng cấp mình còn thấp quá, mình đã cao rồi, cái level consciousness, cái sự hiểu biết của mình nó thấp quá đi. Thứ nhất, mình không hiểu rằng những người mà đã mất rồi thì họ phải đi đầu thai kiếp khác, người thì có con mình lên thiên đàng, người có tội xuống địa ngục, hoặc là có trung trung thì đi làm người á. Nếu có làm ma thì cũng làm 2-3 ngày gì đó thôi, mà cũng đâu có đi lang thang hoài được, nhưng người đang kiểm soát chứ, ta bắt về địa phủ ghi tên ghi danh đạo họ làm chuyện khác tu. Mà ma là người ta không có thể xác, người ta ăn cái gì được nữa, hiểu chưa? Tức là mình cúng mình ăn như vậy, tức là mình còn tin tưởng rằng có những ma những quỷ đó, ông bà cha mẹ mình còn vất vưởng đầy nhà đầy cửa đầy đồng đầy mã hết tổ nghiệp ta. Không phải như vậy, cái ý tưởng của mình cột trói ông bà cha mẹ mình ở trong cái phần mộ đó, hoặc là tin cái bài vị đó, như vậy tức là một con người chưa có hiểu biết hoàn toàn, và mình chấp nhận cái sự đó, tức là mình chấp nhận cái đẳng cấp thấp, anh có hiểu không? Có bao nhiêu đó thôi. À, từ khi mà mission đi ra ngoài để mà đi lên Phật pháp rồi đấy, từ đó giờ lại có bao nhiêu cái chỗ thiền, cái trung tâm thiền là trên thế giới có bao nhiêu người đã được lên đẳng rồi? Có rất nhiều trung tâm thiền, mấy chục bên trong mấy người có muốn đi chuyện này, còn những chương trình tâm ấm là ngà ra số kiểu hết. Một số tượng trưng 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Ông có đếm mấy cái này, muốn đếm này phải kêu điện thoại hết tất cả các trung tâm trên thế giới mà ngồi đó mà đếm. Chúng tôi không có cái system, chúng tôi không có cái computer mà để mấy cái đó ra đếm, không có làm gì đó. Mình làm cái việc gì mình không để lại dấu vết. Tất cả những cái đơn điện tâm ấm là để cho sau này chúng tôi biết cái địa chỉ và quá trình tu hành người đó, cho office, cho những người trong office họ làm việc, họ gửi thư từ tin tức cho những người đó thì thôi, chứ không phải để mà đếm số người, cái số người đếm không hết. Không phải truyền tâm ấm liền đơn không, nhiều người ở nhà cũng được truyền tâm ấm, không liền đơn cũng được truyền tâm ấm, vô hình hữu hình đều được truyền tâm ấm, đâu phải cái thế giới này đâu, đâu phải chỉ có thế giới này đâu. Rồi bây giờ anh nói bắt tôi đếm rồi, nó nói là một con số không có tài nào chính xác gì hết, tại nó không dám nói láo, không biết. Hằng hà xa số. Học trụ xin trở lại về cái vấn đề về truyền tâm ấm. Mình đang theo một cái đạo này, bây giờ mình có cần phải thay đổi cái đạo của mình, thay đổi cái lối sống của mình để được truyền tâm ấm. Không cần. Như bây giờ tôi theo Công giáo chứ. Bây giờ tôi cần phải đổi để. Không cần. Muốn đi nhà thờ cái gì tùy như thế, muốn làm gì đó mà. Nhưng mà chỉ mỗi ngày ngồi thiền, tạm trai. Ở trong kinh thánh có nói về những tạm trai. Cái này không phải sư phụ bắt đổi à? Bác làm này cho đúng thôi, nhưng mà bác đổi, bác làm một người Thiên Chúa giáo đúng đắn rồi, tức là đàn trai. Em Kinh Thánh có nói mà, con không được gần gũi những người ăn thịt uống rượu, gần gũi con không được luôn, khi mà tự mình ăn được mình uống. Đạo Phật cũng cấm ăn thịt uống rượu, thấy không? Rồi chứ đâu phải sự bác sửa đổi đâu, mà muốn anh muốn đi nhà thờ đi đọc kinh thì anh đọc. Nhưng chứ mà trong Thiên Chúa giáo thì vẫn cho ăn thì phải không hiểu mà. Sư phụ đâu có chịu trách nhiệm mà những người không hiểu. Ta chỉ chịu trách nhiệm về cái chân lý thôi. Người nào nghe là sư phụ nói phải thì đi theo, còn người nào nghe mà hiểu lầm thì ok, nó khó chứ. Đạo Phật có thiếu gì người ăn mặn, mà kinh Phật nói rõ ràng, còn rõ hơn Thiên Chúa giáo nữa. Bao nhiêu kinh nào cũng nó không được ăn mặn, thấy không? Anh có đọc rồi anh biết mà. Mà anh mà biết bao nhiêu người ăn mặn, ông thầy tướng còn ăn mặn, đừng nói chi mấy người tín đồ. Thì bây giờ làm sao sư phụ chịu trách nhiệm hết với những sự vô minh của người đời? Rồi tôi xin trở lại về cái vấn đề hôm nay là về vấn đề sinh tử luân hồi. Cái luân hồi đó là nó không phải siêu hình đó.
và nó phải trải qua cái giai đoạn này giai đoạn kia, kiếp này kiếp kia, và cái đó là do cái niệm có một người, cái này do cái sự chọn được hay là cái tự do niệm đạo có một người trong cái vấn đề sinh tử luân hồi của mình, phải cái phán này. Mình niệm đạo ấy. Dạ vâng, mình tự niệm đạo ấy. Dạ tôi, nhưng mà ở đây thì nói rằng là qua cái pháp môn quán ngôn này đó thì mình có thể chấm dứt sinh tử luân hồi luôn rồi. À, thì mình tự mình định đoạt thôi, phải không? Anh đã định đoạt, anh muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, anh mới lại với sư phụ. Chứ nếu anh chưa định thì anh còn ở ngoài kia anh chơi. Tức là nếu như mà khi ai mà vào cái pháp môn quán ngôn này đó thì tất cả những cái nghiệp trước mà mình làm từ hồi trước đó là phải là tiêu hết đó. Thì phải phải không? Tiêu hết. Mình nhấn cái nút rồi nó chạy, nó xóa hết. Cũng như cái record. Anh bây giờ anh có thâu bao nhiêu đi nữa mà tôi nhấn cái nút đấy á, em lấy sợ, nó đi hết. Mình biết cách nhấn nút thôi, có chi đâu mà. Nghiệp trước nó đâu phải là cái chuyện mà vật chất đâu mà xóa không được. Vấn đề tinh thần, mình dùng cái vấn đề tinh thần, mình dùng cái lực lượng tinh thần mình xóa nó đi thì mới được. Chứ bây giờ thí dụ như cái nghiệp trước mà đời đời kiếp rất nhiều, mà bây giờ anh làm có một chút định công đức cơ làm sao nó xóa được. Hồi trước giờ anh ăn trộm ăn cắp của người ta bao nhiêu trăm ngàn, anh giết bao nhiêu mạng người, mạng gà, mạng vịt. Bây giờ anh cúng có 2-3 đồng bạc hay là 20 ngàn, nó đâu có xóa bỏ được hết. Đó là vấn đề tinh thần, chưa? Phải dùng tinh thần, dùng cái lực lượng tinh thần của mình, ý chí mãnh liệt của mình mới được. Mà nếu mình không có được thì ông thầy của mình không có giúp mình. Ông là người giàu ý chí thôi, ông đã đi trước. Nhưng như một người triệu phú có thể giúp mình trả nợ 50 ngàn, không có thắng thác gì. Anh hiểu không? Thưa đây là cái vấn đề về chưa hình, như vậy mình một người bình thường có thể thấy được cái tiền kiếp của mình không? Có, thế nhiều người thấy được. Nhiều người mới sinh ra đã thấy được rồi đó, đồng báo chí có đăng nhiều. Nhưng mà cái vấn đề này, cái thấy được tiền kiếp không có gì là quan trọng. Không có chuyện gì quan trọng lắm. Mình phải vượt qua khỏi tiền kiếp nữa, vượt qua cái tầng lớp mà thấy được tiền kiếp đó nữa. Để mình nên thấy tất cả vũ trụ. Chứ mình chỉ thấy một cuộc đời của mình mà quá khứ thôi, đâu có thấm thía gì, đâu phải là cái trí huệ cao đẳng lắm. Cho nên nhiều người ta thấy được tiền kiếp người ta mừng, hoặc là thấy được tiền kiếp của người khác người ta khoe khoang. Tôi vừa thấy đằng kia nó như trò con nít, thấy được có một người hai ba người anh em mình thấy hết cả góc cạnh của vũ trụ mà làm việc cho tất cả mọi người, cái đó nó là cái trí huệ vô cùng, nó là hoàn mỹ chưa, hoàn toàn. Theo trong cái giấy mà để đăng trên báo chí về cái hai cái buổi xuất hiện của Như Sư đó, thì Như Sư có cái danh hiệu là vô thủ sư. Đâu, vậy là được rồi. Trong báo. Nó một trò đáng mãi biết đâu. Dạ thưa, trong Phật Pháp đó, hay là theo cái nghĩa mà trong đạo Phật đó, vô thủ sư là gì? Là vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là Phật. Có gì đó thôi, một trò tặng mà. Mình đậu bác sĩ thì mình kêu mình bác sĩ muốn bác chi, ví dụ sư phụ tự tặng mình muốn bác chi là lạ, ta đâu có đối với đó đâu có gì, nó được kêu mạng đâu, sợ không còn cái tên nào hay hơn nữa thì nó dùng đỡ tên vô thường sư. Nó quá dở biết rồi nhưng mà không có tên nào khác, ok. Bây giờ ví dụ cao lắm rồi mình để quốc vương thôi ha, không có cái tên nào khác đó, chứ nhiều người nói là thiên tử vậy đó, ok. Nhưng mà vô thượng sư đâu có gì đâu, vô nghĩa là không, thượng là không có cao, vô thượng là không có cao, ông thầy là không có cao, tức là sư phụ thấp vậy đó, hiểu chưa? Thế có một chút 50 thôi. Người hỏi người ta thì nói rằng là vô thượng sư là không ai cao hơn nữa. À, thì đó tại họ giảng như kệ là, họ thì đúng rồi, đâu có ai cao hơn mình đâu, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bất cứ người nào cũng có thể nói mình là vô thượng sư cả, bất cứ người nào cũng là vô thượng sư cả, nhưng mà họ chưa nhận biết họ là vô thượng sư mà thôi. Thì ta nhận biết rồi thì ta nói ta là vô thượng sư, còn anh không nhận biết được đó là chuyện của anh chứ đâu, anh đâu trách ta được. Anh chưa đậu bác sĩ, anh nói anh không phải bác sĩ, đó chuyện được, còn ta đậu được, ta phải nói ta là bác sĩ chứ trách gì không. Còn muốn thì học lên bác sĩ rồi bằng nhau chứ có gì. À, đứng đó mà cãi bậy, ghen bậy. Cái đó cũng kỳ. Thi hoài không đậu được, cái nó tại sao anh đậu được. Cái đạo Phật là cái đạo của vô ngã. À. Vô sắc, vô hình, vô tướng. Bây giờ nếu như đem một cái chuyện có tính cách ngã, bản ngã ra mà tranh luận với nhau thì okay. không đi đâu. Đúng vậy. Thí dụ như cái ông nói ông thành Phật thiệt thì nữa ha. Mà mình thấy ông không phải Phật thì thôi kệ ông chứ. Ông có quyền nói ra, ông có quyền khoa trương. Ví dụ vậy ha. Rồi người ta biết ông không phải thì người ta cười ông chứ. Cái chuyện gì đâu mà tránh hoài vậy. Thế phải không?
có nhiều người ta không giàu mà cái người ta cứ đi ra người ta khoe là giàu, anh thấy không? Tôi cũng đâu ai nói gì họ, nó kể chứ. Hả? Cứ đứng ở trên ngoài tức là biết những người đó còn chấp, chứ không phải sư phụ chấp. Ta nói ra là vô thượng sư nhưng mà ta thấy là cuộc đời bình thường đó. Chứ là ai cũng thường thôi. Còn những người kia không nói người ta là vô thượng sư, mà làm ông thầy thầy nọ bắt ta lại quỳ một cái dưới đất á, rồi cúng dường mình. Sư phụ không có dám nhận tiền ai cúng dường, không có dám nhận ai lại cả. Tiền bạc ta tự làm lấy ta tiêu, ta thấy không có đủ công đức gì để cho người ta cúng dường. Như vậy ai ngã hơn ai, ai kiêu mạng hơn ai, hiểu chưa? Nhân từ đó đâu có làm gì. Coi cái công đức của người đó, không biết người đó có kiêu mạng hay không. Tại cái tên nó không có tên gì hay đó, là sư phụ nhận tạm cái tên vô thượng sư đó, đó là chưa có đủ gì đâu. Ai à, cái thế giới này vui chưa, nhưng không sao, kệ thôi. Có quyền chứ, có quyền ngủ, quyền chơi mình chứ, thấy chưa? Họ chế là họ tự đem cái đẳng cấp họ ra, họ phê cho người thấy. Vấn đề khác là trong cái Phật Pháp, như từ xưa nay mình biết về cái rõ cái lý định của Đức Thích Ca, nó là cái người duy nhất mà người ta có thể biết được về cái năng Phật, dạ vâng, tại cái quá khứ được của Đức Phật. Ngay bây giờ nói về ông A Di Đà, ông ai biết? Ông ai biết, ông ai nhờ Thích Ca nói không biết. Rồi nghe là Đức Quan Âm, người ta cũng biết Đức Quan Âm là ai. Tại sao lại có mấy cái chuyện đó? Tại sao người ta không có cho mình biết về cái quá khứ của Đức Quan Âm như thế nào? Có chứ, Đức Phật có nói chứ, trong cái kinh Phổ Môn á, trong kinh Pháp Hoa này có nói rằng Đức Quan Âm là từ đâu đến, tu hành những pháp gì, công đức như thế nào, tu bao nhiêu, tu pháp gì mới được thành Quan Âm, có những công đức gì, có những quyền năng vô hạn như thế nào, có nói chứ. Kinh Phổ Môn à? Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa. Phẩm Phổ Môn á, có người bạch Phật rằng, bạch Ngài, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do danh hiệu gì mà được kêu rằng Quan Thế Âm? À, Đức Phật có giảng một chút. Nhưng mà biết những cái chuyện này, thật ra Phật có hằng hà sa số, có nhiều vị Phật ở cõi đời này, có nhiều vị Phật ở cõi đời khác, tùy theo cái duyên của họ ở đâu. Ví dụ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có duyên với chúng sanh ở cõi này, cho nên Ngài xuống đây dạy một thời gian, hết duyên rồi Ngài đi. Rồi những đức Phật khác có duyên với cái thế gian này ở đời khác thì đời khác xuống nữa dạy tiếp rồi đi. Rồi những vị khác, hiểu chưa? Là cái gì đó. Còn vị Phật A Di Đà thì ông đã thành Phật rồi mà ông đã hết không có cái duyên mà xuống với trần đó, thì ông ở lên cõi kia ông dạy những cái chúng sanh khác chứ. Trong thế giới có rất nhiều hành tinh, có rất nhiều thế giới, đâu phải Phật nào cũng phải chui xuống đây dạy đâu. Chỉ ông mà muốn như Thích Ca hoặc là xuống đây dạy nó không được, mệt lắm, như là đứa chúa vậy đó, đúng là mệt lắm. Có đọc qua một vài cái tài liệu quan đến cái hoạt động của Ni Sư đó. Ví dụ như Ni Sư có đi qua bên Vi Mã Lạp Sơn một thời gian. Thì cái vùng bên Ấn Độ thì nó có nhiều đạo lắm. Đạo Ấn, đạo Sikh, đạo Phật, đạo Đông Tạng Đa đó, nó nhiều lắm. Ai đi theo cái con đường riêng của cái người đó. Riêng về trong thời gian mà Ni Sư ở bên Ấn đó, Ni Sư có hiểu, có biết gì về cái giáo lý của đạo Sikh không? Biết chứ. Nó có khác gì với đạo Phật? Cũng không khác gì, nhưng mà khác là khác hình thức. Ví dụ như trong cái kinh của đạo Sikh ấy, kêu bằng Adigran á, một cuốn kinh rất là dày như thế này, mà trong cuốn kinh đó không có gì đặc biệt, chỉ có một sự duy nhất là chép lại tất cả những lời nói của những vị minh sư từ trước tới nay, từ cổ chí kim. Thì trong tất cả những cái lời đó thường thường đều nói về Quán Âm Pháp, cho nên nó giống là giống chỗ đó, ok, giống kinh Phổ Môn đó. Là nói rằng phải tu pháp Quán Âm thì phải nghe, mới nghe được cái tiếng phạm âm, cái phạm âm là tiếng của trời đó, và tiếng hai điều âm, tiếng thắng bị thế gian âm. Thì trong kinh của đạo Sikh nó cũng có tán thán cái Quán Âm gì, cũng nói âm thanh bên trong và ánh sáng bên trong, thì giống hiện chỗ đó. Nhưng mà cái người thành lập ra đạo Sikh thì họ hiểu như vậy, họ tu pháp Quán Âm cho nên họ khai ngộ, rồi họ biết những cái lời đó ra thì họ hiểu. Mà còn những cái tín đồ của đạo Sikh bây giờ đó thì họ không hiểu vậy. Họ đem cái cuốn kinh đó ra, họ để trên bàn, rồi họ lạy xuống, rồi họ bỏ giày đồng bạc vào cúng dường. Rồi đó là họ hát những cái bài mà tán thán những vị minh sư, tức là những vị Phật hồi xưa. Nó phải như ra thôi là cái đạo Sikh nó bây giờ nó như vậy.
chứ không có minh sư, hiểu chưa? Cũng như đạo Phật mình bây giờ hồi xưa cũng vậy. Đức Phật hồi xưa là muốn cho chúng sanh khai ngộ Phật tri kiến, tức là muốn cho chúng sanh hiểu cái Phật tánh của mình, cái trí huệ Phật của mình, rồi truyền người ta mắng để cho người ta biết người ta cũng là Phật. Cho nên ngày Mahakayip sau này thành Phật, những vị tổ sư sau này đó nối tiếp gốc của Phật mà thành Phật. Chưa? Còn bây giờ đâu có ai thành Phật đâu, cứ ngồi tổng võ mỏ tụng kinh, cứ đọc lại những cái lời của những cái kinh nghiệm của những người hồi xưa không? Thí dụ Phạm Âm Hải Triệu Âm Thân Vị Thế Gia Âm, cứ gì đọc hoài. Nói như vậy có công đức, mà chính mình không nghe được Phạm Âm, chính mình không nghe được Hải Triệu Âm, hiểu chưa? Nó khác vậy, tôi bây giờ đạo Phật bây giờ nó khác với đạo Phật hồi xưa. Nhưng mà cũng nói là đạo Phật, tôi bây giờ ai cãi được. Còn đạo Sikh bây giờ nó cũng khác với đạo Sikh hồi xưa, nhưng mà bây giờ cũng nói là đạo Sikh ai cãi được đâu. Cãi mệt. Bây giờ sư phụ mà đi qua đây giảng cho mấy người đạo Sikh nghe là họ mới sư phụ ngoại đạo là đâu có nghe không? Hiểu chưa? Mặc dù sư phụ có thể là giảng giống y như các vị minh sư của đạo Sikh hồi đó. Thì cũng như những vị đạo Phật bây giờ sư phụ giảng đâu có nghe đâu, nói cũng nói sư phụ ngoại đạo. Bây giờ sư phụ không có giảng như cái đạo nào mà họ nói sư phụ có ngoại đạo đó, bởi vì họ theo cái đạo ngoại rồi, hiểu chưa, chứ không phải đạo nội nữa. Đối với mình thì ai thì đâu không có cái đạo nào nó xuất phát từ Việt Nam, đạo là ngoại đạo. Đúng vậy, không phải. Ý sư phụ nói là mình không biết được cái đạo là mình là ngoại đạo. Ở Việt Nam thì chỉ có cái đạo chính là đạo tổ tiên thôi, còn Phật cũng là từ bên Ấn và Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà đạo nào cũng được, không sao, không sao. Bất kỳ một vị minh sư nào á cũng đều xứng đáng cho mình học hỏi, dù người ta ở đâu đến, hiểu chưa? Mà cái nước Việt Nam mình tại hồi xưa giờ không có công đức, cho nên cũng sinh đẻ được một vị minh sư nào, chỉ có mình một ngày lục tổ Huệ Năng thôi. Lục tổ Huệ Năng hồi xưa đó thuộc Giao Châu, kêu là Nam An đó, thành ra ông thầy ông mới chỉ mà ông nói mày là Nam An, làm sao mà thành Phật được? Mà Huệ Năng mới nói là phần người thì có phần Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh không, không có phần. Thành ra chỉ có một vị minh sư là mình biết được thôi. Còn những người khác thì bằng cao tâm thôi, tức là tu lâu được thành hòa thượng hoặc là thành gì đó thôi, được ngộ chút thôi, chứ không có thấy sư phụ đọc tất cả, đọc lại cái truyền thống thiền của Phật giáo đó, không thấy bao nhiêu người mà khai ngộ tột cùng hết, hiểu chưa? Làm thơ rồi mà có cái linh cảm là làm thơ thiền hay thôi, chứ tâm linh chưa có khai rõ ràng, hiểu chưa? Này thế thì mình cứ không có phước, còn Ấn Độ đã có phước, người ta sinh minh sư nhiều, ở cái xứ mình đã ăn chay đã lâu đời, nó cứ công đức nó dày hơn công đức của nước mình. Thế cho nên nước mình loạn lạc hoài vậy, thấy không? Từ hồi khai quốc tới bây giờ đó, nó có bao lâu yên ổn không? Thì mình thấy vậy là mình biết nước mình không có phước báo được, khổ được cãi. Thì không mới sinh ra được một vị minh sư mà cũng phải chạy qua chỗ khác. Thí dụ ngày Huệ Năng qua Tàu, thấy không? Thấy không? Rồi thành người Tàu luôn. Bây giờ đâu có ai biết là Huệ Năng là người Việt Nam đâu, ít lắm. Chỉ trừ khi lục lại lịch sử, coi cho rõ ràng mới biết ngày có số này nè. Ê, cho nên ổng không biết đọc tiếng Tàu. Sư phụ bây giờ cũng vậy, bây giờ sư phụ đi đâu ở quốc tế, Hồng Pháp họ cũng nói, ngày Văn Hải từ Đài Loan qua đây. Có bao nhiêu cái nói Đài Loan biết rồi thành Đài Loan không? Chứ đâu có nói từ Việt Nam qua đâu. Tại vì ta đúng là người qua từ Đài Loan qua, nhưng mà nó xuất phát từ Việt Nam, hiểu chưa? Họ khổ vậy đó chứ, còn có người nói là từ khi Mã Hà Sinh xuống, nói từ Việt Nam qua. Đại khái nó là như vậy. Thì không phải là nói Việt Nam không có minh sư đâu, nhưng mà trước tới giờ cũng chưa có nữ nữa. Trên thế giới ít có người nữ nào mà nổi tiếng mà kêu bằng đạt đạo cả. Nhiều khi có nhưng mà đi dìm hết đi, tại vì cái đời này trọng nam khinh nữ. Ta không tin là một người nữ làm Phật được. Mà họ quên rằng trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có nói câu chuyện là ngày long nữ có 8 tuổi rồi mà làm rồng đó chứ không phải là người nữa đó. Long nữ 8 tuổi mà thành Phật. Làm sao ta là người đó không thành Phật được, ta mấy tuổi, ba mấy, 40 tuổi rồi. Chứ cái chuyện nói gì mà không có cao nguyên, mà không có hiểu hết trơn hết rồi. Cứ nói người nữ không thành Phật. Thân rồng mà nữ mà mới 8 tuổi mà còn thành Phật được. Thì chưa, ta đọc kinh không có đủ. Đọc rồi không có hiểu. Chưa, đọc qua vậy thôi. Chỗ nào mình thích thì mình nhớ, không thích thì dẹp. Không hiểu gì hết. Không có thích hiểu những cái chỗ mà không hợp ý với mình. Thì chưa, mày nói nữ không được thành Phật rồi, mấy cái chỗ lông nữ bỏ hết. Cũng may là không cắt xén đi á, chứ cắt xén là mình không có tiền được cái bằng chứng mà nói là người nữ thành Phật nữa chứ. Mà con thấy ông Bồ Tát là người gì á, mình kêu Phật Bà thôi, còn cái chuẩn đề Phật mẫu nữa, chuẩn đề Phật mẫu nữa, Phật không có Phật mẫu nữa, không Phật tổ,
Phật mẫu tức là mẹ của tất cả các vị Phật, có hiểu không? Và đó là bà, là người đồng bà. Con cái ông Bồ Tát cả thế giới được tôn thờ, đó là cái Phật bà con không, phải không? Thế cứ nói nữ không thành Phật hoài, đại khái nó như vậy, anh hiểu không? Tôn giáo không có ai hiểu được tất cả những vấn đề của tôn giáo. Cứ khoác lên mình một cái áo gì đó, hoặc là đi vô chùa, hoặc là đi vô nhà thờ, rồi nói rằng mình là người của tôn giáo đó. Nói bậy, những bậy thôi, chứ không có làm đúng bổn phận của một người tín đồ. Chứ nó không hiểu gì hết. Rồi cứ đánh bậy, đánh bại với nhau như vậy thôi. Ví dụ như anh đi chơi như trường đại học, anh cũng nói ta là sinh viên đại học này, nhưng mà không có ngày nào anh cấp xích đến trường hết. Anh có học hành gì trong đại học ấy, anh chỉ làm cho bậy bạ thôi, rồi anh không hiểu gì, những ông giáo sư nói gì anh không hiểu hết. Rồi những người sinh viên kia, người ta hiểu, người ta ra trường, anh cứ công thức bậy bạ anh làm. Ta nói tôi đi trên trong mười mấy năm nay mà tôi chưa thành bác sĩ, tại sao anh mới 6 năm anh thành được? Tại nó học. Nhưng còn mình đi trên chơi đi vui, không có làm bổn phận của học trò. Rồi những tín đồ thì cũng vậy hết. Thưa, tại sao sau khi từ khi mà đặt chân như xưa là chọn đại luôn để mà... Không có ai chọn được cái gì đâu, tạo hóa an bài mà. An bài rồi. À. Ví dụ như anh muốn cưới cô kia rồi cưới được, anh cưới cô này thôi, ok. Nhưng mà sao anh chưa không có con nhịp chứ hả? Tại vì anh biết đâu, anh biết đâu. Yeah. Mày hỏi ông trời chứ. Chứ tại đâu mà sinh ở Việt Nam mà không sinh ở những nước khác, thấy chưa? Có căn nguyên nhiều lắm mà nói ra nó không đủ đâu. Nó không hết đâu. Hả? Tại cái duyên của sư phụ phải đến đó. Rồi từ đó nó hoàn phát ra được. Anh thấy rõ ràng đúng hay nhiều cái gì. Nếu mà có Đài Loan, không có ngày này. Họ ủng hộ hết mình. Từ tất cả những việc làm nhỏ đến việc làm lớn, thấy chưa? Mà sư phụ nói gì là họ làm liền à, mà không nói họ cũng làm, tại vì ủng hộ sư phụ. Việt Nam đâu có ủng hộ Đài Loan, mặc dù sư phụ sinh ra từ Đài Loan, Việt Nam chỉ thương yêu sư phụ thôi, cái sự tinh thần ủng hộ thua à, cho nên thượng đế chắc là sắp đặt cái đó để cho sư phụ từ đó làm cái bằng đạp để mà hóa độ thế giới vậy mà, ok. Chắc vậy thôi, chứ bây giờ mình nói mình đâu có bằng chứng, mình nói ra cho nhiều, nó đời trước từ sau cho nó mệt chứ. Nhiều những cái bằng chứng cụ thể mình nói thì người ta cứ la lối lùng xùm. Rồi bây giờ hỏi những con này cũng đỡ đó, cũng hay hay đó, thuốc chữa. Hỏi mấy câu kia là ta phái người đến cảnh sát làm cần biên bản hay đó. Hỏi giống đi cảnh sát mà, chứ là phía trước có đồng cảnh sát. Ở Việt Nam có đồng cảnh sát chưa? Dạ không ạ. Không hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Biết cũng đòi trời đâu. Làm cái giả thì hơi giống lắm. Không tệ lên cảnh sát. Cảnh sát là người nào có tội người ta mới hỏi thôi. Nhưng mà anh Trình đâu? Anh con nhà này. Trong mấy thước. Học thành thế nào? Học cấp gì? Từ đâu? À, người nào có tội người ta mới kêu nó hỏi đâu còn... Ký giả hả? Tội không tội gì đâu, kéo ra hỏi hết. Không biết ông tổ, ông tiên, ông bà, ông giải gì đâu gọi hết. Mà không có được giận nó à. Giận là nó đâm nó giết tụi bậy đâm bà rồi chết. Ngồi bút xa gài chết phải không? À. Ông xa đâu, còn hỏi gì nữa không? Đủ rồi ha. À, những cái tiểu sử sư phụ thì coi trong cuốn sách kia nhé, để thấy thôi. Đừng có rườm rà quá. Cái tiểu sử của một con người không quan trọng, không có hiểu không? Một người đổ rác, một người kỹ sư, một người bác sĩ đều có thể thành Phật như nhau. Dạ vâng, cho nên hồi nãy là tôi có trình trước đó. Là trong Phật mình nói rằng là một tên đồ tể mà bỏ dao xuống cũng là thành Phật. Ok. Thì quá khứ không có quan trọng. Đúng. Nhưng mà trong kỹ thuật về báo chí đó thì nó khác. Thì anh coi thì nó có một vài cách à. Thêm màu mè, background này kia chẳng hạn. Thì coi trong tiểu sử là vậy thôi. Hay, bởi vì sư phụ mới đồng ý cho nó viết cái chút tiểu sử, chứ nếu không ta bỏ cái đó rồi. Viết cái là chán chết, chứ còn the story of my life, so boring, everybody is similar, you know. Đẻ ra con gái nhà ai, rồi sinh ra lớn lên đi học, rồi đi làm, rồi có chồng, rồi bỏ, cứ bấy nhiêu đó thôi. Người nào cũng giống giống người đấy, nói là gì chán chết phải không? Cái gì mình đạt được cái gì sau đó, đó mới là điều quan trọng. À. Trồng cây thì người cứ lúc nào cũng vậy đâu, trồng cái cây nó từ nhỏ vậy, rồi bỏ con ngón vô, rồi mỗi ngày che nó lại. Nó đổ nước đổ rồi cứ ngày nó cứ nói hoài đó. Ờ tôi trồng nó cây xuống rồi tôi đổ nước vô rồi tôi săn sóc nó. Trong cây nào cũng như trồng cây đấy à. Cái kết quả là khi nó nở bông nó có đẹp hay là không, nó có sai trái hay là không, nó có giúp ích cho người gì, cho con mắt của mình hoặc là cho khẩu vị của mình, đó nó là điều quan trọng. Chứ còn cái lúc trồng cây thì cái cây nào cũng như cây đấy, anh thấy không? Đại khái tôi bỏ con bón con tươi nước chán chết rồi kỹ mấy cái con định nó làm gì. Ờ nó không quan trọng gì đối với trái của nó bây giờ cả. Các bác xin cảm ơn người dân dạy. Cảm ơn anh Lưu. Ok. Có bộ không đẹp trai. Thông minh chút đỉnh. Ok.
ngoài cái việc này tôi cũng có đi phỏng vấn một vài người khác nữa, để lấy cái xem cái phản ứng, cái tư tưởng của những người khác đối với cái việc này như thế nào, hoặc là qua những cái hiểu biết về cái phản ứng Phật pháp của chư Phật như thế nào. Thì tôi cũng có phỏng vấn chẳng hạn như đây ở San Diego này có cái chùa Việt Nam, chùa của ông thầy Phước Thuận, thì tôi cũng phỏng vấn cái người đó để mà biết một vài điều về phần tây, về cái người giác sinh của người đó hơn trong việc này. Nếu như mà có nhiều thời gian, nhưng mấy người mù mò ấy mặt trời như thế nào làm sao họ biết đường mà đó rồi. Tại vì cái ngôn ngữ của mình nó tầm thường, nó chật hẹp quá, phải tạm dùng cái bằng âm, nhưng mà cái này không phải là âm. Nó vô cùng kỳ diệu, nó lân lân, nó làm như một cái sức hút gì đó đưa mình lên tới cái cõi cao như vậy, để mình học hỏi thêm, mình tiến hóa thêm. Nó giống như một, có thể kêu một cái lực lượng vậy, nhưng mà hình như có nghe được, cho nên kêu bằng âm vậy thôi. Chứ thật ra cái âm thanh này không dùng bất cứ một cái pháp khí gì để mà làm nó lên cả. Và cái khi mà ngồi thiền đó hả, có niệm gì không á hả? Là niệm chú đó hả? Dạ, không có niệm chú, không có niệm chú, không có niệm chú. Cũng có niệm Phật nếu mà cần, nhưng mà không có niệm chú gì. Mà cái khi mà mình đã nhập định rồi cũng không niệm luôn, đi mất. Đi ra khỏi cái cảnh đời vật chất mà nhập vào cái cõi tinh thần. Không còn thấy mắt tai mũi lưỡi thần y của mình, không còn thấy mình là một người phàm phu nữa, có xác có thịt nữa. Mà biết rằng mình là một Phật tánh vô cùng sáng suốt trường tồn, cái gì cũng biết cả, cái gì cũng làm được cả. Dạ thưa anh, có thỏa mãn không? Không, dĩ nhiên không. Nghe quảng cáo bánh làm sao mà thỏa cho được. Thôi tạm thời nghe chứ vì chưa ăn là làm sao. Thế sư phụ, nghe ngày mai là sư phụ rồi cho thọ ký. Sư phụ có phải vậy không? Đâu có, ai nói vậy? Quý vị có ăn chay không? Dạ thưa, bên Việt Nam thì con thập trai, còn qua đây thì con cũng thì không đủ nhị trai. Dạ tứ trai. Tứ trai hả? Chứ càng ngày càng xuống dốc vậy. Bên kia ăn 10 ngày, qua đây ăn 4 ngày, sao thành Phật được? Dạ thưa, tâm của con lúc này nó cũng hơi không có ổn định được, thành ra con... Thành ra nó sụt xuống tới tầng thứ 4 hả? Hay quá vậy. Ở Việt Nam tâm ổn định, qua đây cái tâm ổn định hả? Thôi ráng cho nó định đi rồi tính sao nè. Không có tâm làm sao bị truyền tâm ấn được. Thưa sư phụ, ở bên Việt Nam con cũng theo sư phụ con á, ở Đà Lạt á, cũng thời gian 4 năm. Nhưng vì con cũng tính sai một ly đi một dặm, thành thử ra con phải đến đây cũng có hơi cái vấn đề mà yếu đuối, vấn đề tâm của con nó có nhiều cái phiền não. Thành thử ra con cũng bị chao đảo trước cái tình cảnh. Xin sư phụ có thể giúp cho con được tiến hóa thêm. Kính bạch sư phụ, kêu sư phụ bằng cách nào sư phụ có thể chỉ thì sư phụ biết rồi, thấy mặt rồi, kêu người ta biết liền, cần gì phải kêu tên gì. Sư phụ lẽ ra đâu có tên đâu. Mô Phật. Tên là cái tên của cái thân thể này, không có tên sư phụ đâu. Mô Phật. Còn không biết sư phụ sao. Có người đâu, có người nào giống nữa đâu, đâu giống ai đâu. Kêu sư phụ là biết liền đấy á. Chứ làm Phật còn buồn ấy làm bác. Ai cũng thích mê, thích mệt tôi mà có nhiều người ghét. Họ ghen lắm, bác không biết, có nhiều bà vợ đi theo sư phụ truyền tâm ấn, mấy ông chồng hâm dọa quá trời. Rồi chạy tới xơi sư phụ ấy. Nghe rồi. Nó qua pháp quán âm á hả? Tóm lược hả? Nói thì nó cũng đâu có giống như ăn bánh vậy. Được rồi, nó nói chút nha. Thì cái pháp quán âm nó kêu bằng quán âm á, nhưng mà nó cũng chia làm hai ba phần.
cái môn chính là cái môn Quan Âm, nhưng còn những môn phụ khác, thí dụ như cái môn phụ thứ nhất á là mình niệm Phật. Niệm Phật trong niệm những cái vị Phật mà làm giáo chủ trong những cái cõi nước mà mình đi qua đó, đặng họ giúp mình đi thẳng lên. Vô từ đây mình đi lên cõi thí dụ lên tới cõi Phật cao nhất á, Phật tổ á, rồi đi qua mấy cái thế giới nào đó, những cái thiên đàng nào đó, thì mình phải biết tên của những vị đó để mình đi qua cho nó thông suốt. Nếu mình không biết tên những vị giáo chủ đó thì những con ma con quỷ cái đồng hộ pháp họ chặn đường đó, họ sẽ làm cho mình thất điên bác đảo, rồi dừng đó mình kêu mình tẩu hỏa nhập ma chưa. Thì đó là cái một trong những phương pháp để định tâm mà phải bảo vệ cái từ trường của mình khi mà mình đi từ cảnh giới thô lên cảnh giới cao, lên cảnh giới tịnh. Rồi có cái pháp môn phụ thứ hai nữa là mình quán ánh sáng gì, ánh sáng đèn. Không phải cái ánh sáng, không phải cái sắc tướng bên ngoài, không phải cái âm thanh bên ngoài, mà ánh sáng của Phật đó, cái hào quang của Phật đó, quang trung hóa Phật khô vô số ức, thì quán cái hào quang vô lượng của Phật ở bên trong á. Cái hào quang này không phải dùng mắt thường thấy được, nhưng mà chỉ dùng trí huệ cảm nhận được mà thôi. Nó sáng hơn tất cả những ngọn đèn nào trên thế gian, sáng hơn 100,000 mặt trời dọi lại nữa. Đó là hào sáng, hào quang vô biên của Phật. Mình càng lên cái thế giới cao nó càng sáng hơn. Cái lúc đó là cái trí huệ mình nó càng ngày càng mở mang. Cái con đường lên thiên đàng, tới lên cõi Phật của mình nó sáng rực vô cùng, nó rất là rõ ràng. Đi không bị vấp vấp, không bị chướng ngại. Rồi cái pháp cuối cùng đó là cái pháp Quán Âm đó. Thì cái khi mà được thầy mình truyền tâm ấn á, hoặc là cái khi được một vị minh sư nào mà ban ân cho mình trong một cái cách âm thầm á, thì mình có thể nghe được cái bằng nghe, nhưng mà phải nghe không phải bằng cái lỗ tai mà nghe. Cảm được, quán được cái âm thanh của Phật từ những cõi trên đưa xuống. Mình càng nghe cái âm thanh này mình càng sáng suốt, mình càng giỏi giắng, mình càng tự tại, mình càng vui vẻ, mình càng không có vướng bận bụi trần của thế gian. Trong lúc đi đứng nằm ngồi mình đều ở trong cái tâm Phật cả. Đó là pháp Quán Âm nhé. Nhưng mà muốn được ba cái pháp này phải có ông thầy, thường thầy không có kinh nghiệm đó, thường thường người đời mình kêu là minh sư đó, hay dạy cho mình đó, thì mới được, chứ không phải nghe không vậy mà đạt được đâu. Phải truyền tâm ấn, tức là dùng cái tâm vô hình mà truyền cho cái tâm Phật của mình, mà truyền cho cái tâm Phật của người học trò đó. Hai người tâm Phật bằng nhau, hai ông chủ nhân nói chuyện với nhau không có cái đầu óc này không hiểu được đó. Đó, lúc đó kêu truyền tâm ấn thì mình mới được ánh sáng này và được cái hậu cái Phật âm này. Rồi từ từ mỗi ngày mình biết cách tu hành như thế nào, mình tự mở lấy mình tự đi lên, mình tự giải thoát trên mình. Rồi mình kêu bằng nhất thiết tức khắc khai ngộ như vậy. Cái lúc truyền tâm ấn là khai ngộ ngay, là có ánh sáng, có âm thanh ngay. Rồi một đời giải thoát, tức là đời này là đời cuối cùng, không bao giờ trở lại cõi ta bà nữa, trừ khi mình muốn trở lại để giúp đời chúng sanh. Ok, tại cái gì anh có mạng ý, anh có tỏa ý chưa, hay còn muốn hỏi chi nữa? Muốn theo sư phụ pháp Quán Âm, cái này hút thuốc cũng phải bỏ luôn, xin lỗi. Nhưng mà bỏ từ từ, nhưng mà ăn chay thì phải ăn liền, không có được cần sa ma túy, không có được cờ bạc, không có được lộn xộn bộ bịch tùm lum. Một vợ thôi chịu nổi không, một chồng thôi chịu được không? Mày cái ăn chay trường một chút trứng cũng không được ăn, một chút rượu cũng không được nhắm. Tất cả những thuốc men có tính chất động vật trong đó đều không được dùng cả. Mà cũng có nhiều cái này không phải là cái sự nghiêm khắc của sư phụ, nhưng mà những cái bí quyết để tu hành cho nó thành công ha. Còn có rất nhiều bí quyết khác mà khi truyền tâm ấn rồi mới được biết. Bây giờ nói ra đây quý vị khinh lờn, không hiểu gì cả, rồi thêm hiểu lầm, nhiều khi còn cái mặn phê bình sư phụ nữa là khác. Tại vì hai cái trình độ nó khác nhau, nói không hiểu. Còn chi nữa không? Hết rồi ha. Vậy là chắc thành Phật hết rồi đó thầy. Khai ngộ tức khắc rồi. Xong rồi ha. Hỏi thăng nha. Muốn hỏi gì tiếp tục hỏi. Sắp 10 giờ rồi. Gần 10 giờ rồi. Bữa nay sư phụ hơi mệt thiệt. Làm việc trường kỳ kháng chiến mấy tháng này. Phải đứng lên. Ở sáng. Tối thì tối đâu có ngủ đâu. Tối phải làm việc với ông bác Trương Quân Sĩ. Ông Trương Quân Sĩ làm việc. Làm chung với mấy người đồ đệ với ông Trương Quân Sĩ làm việc
cắt xén mấy cuốn băng của người tị nạn gì đó. Làm cả đêm, sáng dậy đi, rồi sáng 3 giờ đi máy bay luôn. Tới đây cũng gục gạc một chút trên máy bay vậy thôi, chứ đâu ngủ được bao nhiêu. 55 phút mà ngủ gì, thì cũng goodbye cái sự ngủ luôn. Thôi mấy em gia đình Phật tử, coi đứng dậy để có lời cảm tạ với sư cô, rồi để sư cô... Cảm ơn quý vị đồng bào đã kiên nhẫn ngồi nghe.